Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em các bạn thân mến. Hôm nay lại mình live stream với anh chị em các bạn về vấn đề mà đời sống ở bên Mỹ, mình bệnh hoạn, mình mua thuốc, mình phải đi bác sĩ làm sao. Đây là một cái siêu thị còn lớn ở bên Mỹ. Các bạn thấy cái siêu thị này nó bán đủ thứ hết. Nó bán đồ ăn, nó bán nói chung cái giống gì nó cũng bán hết á. Các bạn thấy nó bán thuốc. Nhiều khi người ta bệnh hoạn đồ ở Mỹ đó thì người ta đi vào những cái siêu thị như thế này, anh chị các bạn biết, để người ta mua thuốc. Nhiều khi mình ở Mỹ không phải cái bệnh gì cũng chạy lên bệnh viện, bệnh gì cũng phải chạy vô bác sĩ hết, anh chị các bạn biết đó. Tại vì ở Mỹ đó, nếu mà chúng ta chạy vô bệnh viện, chạy vô bác sĩ, nó tốn tiền lắm. Nếu mà mình mua bảo hiểm, mặc dù mình có mua bảo hiểm đi chăng nữa, nó cũng phải tốn cái tiền gọi là bị đắp cái bộ, anh chị các bạn biết đó. Cái tiền bị đắp cái bộ là mình phải trả gần 20%, rồi chưa nói đến tiền copay nữa. Cho nên anh chị em thấy đó, thường thường người ta đi vô những cái pharmacy ở bên Mỹ này, nó có những cái pharmacy đó. Nếu mà cái pharmacy này, một hồi nữa tôi sẽ nói tới, đây là những cái quầy thuốc, nó bán đủ thứ cái loại thuốc. Các bạn biết những cái loại thuốc này nó gọi là generic, những cái loại thuốc thông thường, thuốc ho, thuốc cảm, hay là bất cứ những cái thuốc gì mà mình bệnh, mình có cảm thấy mình khó chịu hay gì đó, nó có cái những cái sự hướng dẫn để mình uống sao hay sao hết. Nhưng mà các bạn nên nhớ nhé, những cái thuốc này đó, tụi bên thực phẩm, bên mà thực phẩm, bên thuốc đó, nó quản lý là nó chỉ được sản xuất và nó được chỉ bán như thế nào thôi, chứ không phải lúc nào cũng bán tùm lum hết đâu. Đấy, và nó chặt mình chỉ uống mỗi một lần 2 viên và uống 4 lần trong một lần bệnh vậy thôi, mà nó chỉ mang tính cách tạm thời để là mình vượt qua bệnh thôi, anh chị em các bạn nên nhớ đó, để mình vượt qua bệnh. Nhiều khi mình bệnh cảm, nhức đầu, nóng lạnh, mình lên đây mình mua những cái loại thuốc này để mình uống, để mình uống cho nó, anh chị các bạn biết, nó đỡ. Thay vì mình phải đi vô trong bác sĩ, mình chạy anh bác sĩ mình khám, hay là các bạn phải đi ở trên khe, hay là gọi, nếu mà gọi mà 911 tức là 911 đó, anh chị các bạn biết đó, nó còn tốn kém dã man nữa. Tôi nói mà gọi 911 mà nay quanh qua mà xe ambulance đó, xe mà cứu thương nó tới nhà nó chở mình đi đó, là anh chị các bạn biết trả ít nhất, tôi nói giá chót là cũng phải 1.000 đồng xe nó lại. Nếu mà có nhiều người mà cần phải đi cấp cứu, mà tôi nói trực thăng nhá, là tốn lên có thể bạc 100.000 đô. Những cái trường hợp này tôi đã thấy rồi, tôi đã thấy có những thời gian tôi tham gia trên cộng đồng mạng, có mấy thằng chống cộng nó cực đoan, nó khoe xong rồi nhiều khi tôi ngồi cái tôi nghe tụi nó nói chuyện với nhau, nói ô người nhà nó bị bệnh, lúc đầu thì nó khoe nó ở Mỹ bị bệnh đó là được máy bay rồi tới nó cấp cứu rồi này kia, nó ngồi nó tới chừng mà máy bay nó tới cấp cứu xong, các bạn biết nó gửi về cái hóa đơn 100.000 đô, là các bạn biết không phải cái tiền đó là mình không trả đâu, cái tiền đó là mình phải trả, nó cho mình nợ mình trả tới chết thôi, tới khi mà tài sản mình còn lại đó, là những cái nợ đó nó phải bắt mình trừ ra, các bạn biết phải trừ ra trước. Đấy, Mỹ mà, đây là những cái loại thuốc. Yeah, cho nên các bạn đừng nghĩ là ở Mỹ cái gì nó cũng cho gọi là phi, cái gì cũng không tốn tiền, nó có đủ thức tất cả những loại thuốc, các bạn, thuốc ngứa, thuốc gãi, thuốc ho, thuốc cảm, thuốc sổ mũi, đủ thứ tất cả các loại thuốc hết, anh chị em các bạn thấy đó, người ta bệnh sơ sơ hay gì người ta cảm thấy bệnh nữa, chừng nào người ta chịu không nổi người ta mới đi bác sĩ, hay là hẹn bác sĩ. Ngay cả những cái thuốc men mà các bạn biết bệnh mà dành cho trẻ em nữa, con nít nữa, nó đủ các loại thuốc hết. Còn nếu mà những cái loại thuốc như kháng sinh, trụ sinh là các bạn phải đi đến bác sĩ nó mới cho to, nó mới được vô cái chỗ pharmacy như vậy. Mình đi lại đây là nó mới bán cho mình, anh chị em các bạn nên nhớ, mình vô đây nó mới bán cho mình, nó phải có cái tụi ở cái pharmacy này, nó đưa cái to của bác sĩ thì mình mới được lấy những cái loại thuốc đó. Thường thường cái loại thuốc đó nó bác sĩ nó chuẩn mạch,
còn những cái loại thuốc mà nó để ngoài đây nó gọi là counter medicine đó. Anh chị em các bạn biết những loại thuốc nó thông thường thôi, nó chỉ giúp mình cho mình qua cơn, qua cơn đau, qua cơn bệnh thôi. Có thể mình chống chọi được, mình chống chọi được cái cơn đau bệnh trong cái thời gian mà mình có thể vượt qua. Cho nên tình trạng ở Mỹ các bạn biết, nếu mà nó không có những cái thuốc men như vậy đó, thì anh chị em các bạn nghĩ đi, bệnh viện nó sẽ quá tải, nó sẽ làm lên sự quá tải trong bệnh viện, sự ùn tắc. Còn Việt Nam mình chưa có những cái mô hình như vậy. Các bạn thấy xã hội Mỹ nó có một cái hệ thống của nó, nó làm cái việc chuyện vậy, nó có sự nghiên cứu của nó. Các bạn thấy không, ngay cả những cái thuốc mà người ta bị dị ứng, đau bụng, tiêu chảy, những cái thuốc mà nó có thể thông dụng mà người dân có thể tự uống để đặng mà cho nó qua cơn bệnh, chứ không phải là mỗi cái gì ở Việt Nam sổ mũi, nhức đầu, nóng lạnh, nhiều khi cái chạy lên bác sĩ, phải chạy vào trong y tá để đặng mà người ta khám. Các bạn thấy không, bởi vì tình trạng ở Việt Nam, tình trạng ở Mỹ có giải quyết được những cái vấn đề như vậy đó. Anh chị em các bạn thấy không, thuốc nó đều có để cái instruction, nó chỉ rõ hết mình uống như thế nào và chỉ cái gì làm sao, chỉ làm sao như thế nào để mình uống mà mình vượt qua. Anh chị em các bạn thấy đó, Mỹ mà nó là như vậy thôi. Vấn đề thuốc men và bệnh hoạn đồ ở Mỹ, các bạn thấy nó có một cái hệ thống của nó hết trơn rồi. Đây, nhiều khi những cái người chỉ cần người ta biết tiếng Anh thôi, người ta có thể vô người ta đọc. Các bạn thấy người ta đọc đó, người ta coi bệnh nhức đầu, nóng lạnh, cảm, rồi họ mua về họ tự uống, họ uống trong một tuần họ thấy không hết thì họ mới đi bác sĩ, thì họ mới gọi bác sĩ, hay là nặng nữa thì họ đi không nổi thì họ gọi khẩn cấp, thì xe cứu thương nó tới. Thì các bạn biết đó, một là mình phải có bảo hiểm đó, còn không mà nó gửi gì cho mình cái hóa đơn rất là nặng. Cho nên vấn đề ở Mỹ, nhiều khi những người Việt của mình họ qua nó tôi qua Mỹ tôi được hưởng cái những cái mà về sức khỏe ở Mỹ rất là tốt, tại vì cái đất nước phát triển nó cao và nó có đời sống cao. Anh chị em các bạn biết nó làm cái gì nó cũng có bài bản hết rồi, nó nghiên cứu hết rồi. Thì các bạn nên nhớ, những thành phần chống cộng cực đoan ô họp tụi nó hay lên mạng nó kêu rào giờ Việt Nam thế này, Việt Nam thế nọ, là nhà nước Việt Nam tại sao không làm cái này làm cái kia cho dân. Các bạn biết cái một cái đất nước người ta như vậy và bằng cái gì nó cũng bằng ngôn ngữ đó, bằng tiếng Anh không à. Các bạn chỉ biết tiếng Anh thôi, như tôi nói nhức đầu nóng lạnh vậy đây, coi ở này là ho cảm, nhức đầu nóng lạnh uống làm sao nó để đau bụng, nhức răng nè, hay là đau đầu, hay là khó chịu, hay là bị cảm lạnh, vân vân, là người ta mua những cái này người ta uống tùy theo nó loại mạnh nhẹ. Cái loại thuốc này nó gọi là generic, nó gọi là counter medicine. Nó chỉ những cái loại thuốc này là thuốc thông dụng thôi, nó chỉ dùng trong tạm thời và nhiều khi người ta vượt qua được cái cơn bệnh đó thì người ta hết. Các bạn thấy không, chính vì vậy mà nó không tạo được cái sự ùn tắc ở nơi bác sĩ, ở những cái nơi mà khám bệnh cũng vậy. Nó có rất nhiều cái phòng mạch khám bệnh tư nhân, các bạn biết ở Mỹ rất là nhiều. Trước khi người ta đến bệnh viện, người ta phải gọi là sắn đắn sau đo, họ phải suy nghĩ dữ lắm, họ phải tìm đủ mọi cách trị ở nhà trước, trị bằng cái phương thức là mình vô những cái quầy thuốc như vậy nè, mình mua về mình uống. Các bạn thấy mình mua về mình uống để rằng mà mình trị, mình tự trị đấy, đấy để mình qua. Nếu mà mình mạnh được thì mình vượt qua, mình không vượt qua thì mình mới cần đến bác sĩ, cần đến bệnh viện. Mà khi cần đến bệnh viện bác sĩ là các bạn nghĩ nói đến vấn đề tốn kém trong đó. Cho nên thì ở Mỹ này anh chị các bạn biết, nói đến vấn đề mà đi bệnh viện, đi bác sĩ á, người ta rất là sợ. Nhất là những người mà không có bảo hiểm. Các bạn biết không có bảo hiểm nó là một cái nỗi sợ hãi của người dân sống ở trên đất Mỹ này, nỗi ám ảnh. Đừng có nghĩ rằng là anh đến đó là nó cứ chữa trị cho anh. Dĩ nhiên là nó chữa trị cho anh, nhưng ai sẽ là người trả cái hóa đơn đó? Nó không có cho free, nó không có cho không.
nó sẽ bỏ anh vô collection, nó sẽ bắt anh trả góp. Và các bạn biết collection là gì? Nó bỏ vô cho những cái tay mà đòi đi đòi nợ, những cái người mà chuyên gia đi đòi nợ. Tụi nó ăn chia nhau 6-4-7-3, hãy nó đòi nợ thì nó ăn chia nhau. Các bạn thấy ở Mỹ mà cái gì nó cũng có cái luật lệ của nó, luật pháp của nó. Những cái ngày bệnh đó, các bạn biết khi bây giờ bắt đầu vô mùa bệnh rồi nè, thì những cái quầy này rất là đông, các bạn thấy rất là đông người, người ta sẽ đi vào, người ta kiếm thuốc, người ta mua. Có nhiều gia đình đó, có cái tủ thuốc là họ để sẵn hết, họ để sẵn hết, họ để sẵn phòng ngừa ốm đau, khi sổ mũi nóng lạnh nhức đầu là họ vô, họ tự động họ mua hết, nó có đủ thứ hết. Nhưng mà những cái loại thuốc này anh chị em bạn nên nhớ đó, chỉ là những cái thuốc gọi là tạm thôi, để mình vượt qua thôi, cho đến khi nào mình không vượt được đó thì mình mới cần đến bác sĩ, cần đến bệnh viện. Thì khi cần đến bác sĩ bệnh viện thì nó khám, nó chuẩn mạch đó, và nó cho to. Và những cái to đó, những cái to đó, thuốc đó là thuốc mạnh, những cái thuốc rất là mạnh. Những cái thuốc đó các bạn không có mua được ở ngoài, không có ai tự mua, không có to bác sĩ là không cách nào mua được. Các bạn nên nhớ những cái gì mà bác sĩ nó cho to là chỉ có ở trong cái luật của tụi nó. Và bên Mỹ thì đó, vì vấn đề thuốc cũng như vậy nữa, khi các bạn mà đi mua thuốc đó mà bác sĩ cho to đó nha, tôi nói cho anh chị các bạn biết, thuốc mà nó không thuộc về generic, có lẽ là những cái loại thuốc mà mấy cái tụi mà bên sản xuất thuốc nó độc quyền đó, nó mắc giả màng luôn. Tôi nói với anh chị các bạn, tôi lấy như một viên Viagra, có thể vô trong thằng bác sĩ đó, nó cho to gì 70-75, khoảng 70 đô, tôi nói khoảng 70 đô một viên. Bạn nghĩ đi, nó độc quyền. Khi mà thuốc mà độc quyền á, nó rất là mắc. Nhiều khi mua một cái chai thuốc nhỏ mắc, hay là một cái chai thuốc sổ mũi mà bác sĩ nó cho to đó, có thể 100-200. Mà các bạn mua những cái loại thuốc mà nó không có độc quyền nữa, những tụi khác mà nó chế được đó, nó cạnh tranh lắm, nó rẻ gấp 10 lần. Chứ giống như ở ngoài đây các bạn có thể mua những thuốc cảm 8-9 đồng, này đây là những cái 3-4 đồng, 6-7 đồng, rất là rẻ, một cái rất là rẻ. Nhưng khi mà thằng bác sĩ mà nó cho to rồi đó, là cái thuốc của nó thường thì của nó độc quyền của mấy cái tụi sản xuất thuốc, nó rất là mắc, nó rất là mắc, nó đắt khủng khiếp. Cho nên hôm nay lại mình live stream để chia sẻ anh chị các bạn thấy về vấn đề thuốc men bệnh hoạn ở bên Mỹ. Nó không phải như Việt Nam của mình. Nhiều khi tôi thấy ở Việt Nam đau đầu nóng lạnh, cái gì cũng vậy, phải chạy lên bác sĩ địa phương, rồi chạy lên đó, rồi người ta mới chuẩn mạch, rồi ta mới cho thuốc uống. Các bạn thấy không, nhiều khi nó tạo nên cái sự ùn tắc, cái sự bức xúc mà mình chưa có cải thiện về vấn đề những cái quầy thuốc như vậy. Mà liệu Việt Nam mình cải thiện những cái quầy thuốc như vậy, mình có đủ khả năng để mà quản lý không? Đấy, các bạn biết ở trong những một cái pharmacy, những cái tiệm thuốc như vậy đó, nó đặt những cái máy quay phim khắp mọi nơi, tại vì các bạn biết Mỹ là nó ăn cắp dữ lắm. Các bạn thấy không, nó đặt những cái máy quay phim vòng đây nè, thì khi vô nó là nó bỏ túi đấy. Các bạn thấy trên đó nó có cái máy quay phim, những cái chợ bên Mỹ đó nó đặt rất là nhiều máy quay phim, các bạn thấy không, ở trên nóc nhà đó, nó đặt những cái máy quay phim. Liệu mình đời sống ở Việt Nam mình có bảo quản được sự an ninh như vậy không? Bởi vì các bạn biết ở Mỹ rồi, nó theo dõi người dân và cái cuộc sống của nó, từ dân sự cho đến chính quyền, rất 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 là chặt chẽ, nó đâu ra đó hết. Đi vô chợ, các bạn đi ngoài đường cũng vậy, nó cũng có những con mắt nó nhìn. Nhiều khi cái thằng FBI hay thằng chính quyền nó chỉ cần lại cái chợ, một cái chợ như vậy, nó tôi cần bữa đó giờ đó phút đó, tôi muốn cho tôi cái đoạn video đó, là nó có thể tìm ra được. Nhiều khi có những người họ vô đây họ mua thuốc, họ về họ chế biến lại, họ làm những cái chuyện các bạn, có những đứa con nít đó, nó vô đây nó mua những cái loại sơn hay những cái loại thuốc, nó về nó làm cái đặng nó hút, nó ghiền, nó gọi mấy đứa mà nó ngáo đó. Tại vì có những cái loại thuốc như thuốc ngủ, các bạn biết, nó chế biến lại, có một thời gian sau này nó cấm bán, tôi quên rồi. Mình coi tin tức đó, có những đứa trẻ trẻ bên này nè, nó ngáo,
nó mua những cái loại các bạn biết keo đó, keo như là sơn xịt đồ cũng vậy nữa, nó có cái mùi đó, nó về nó chế biến lại rồi nó làm thành những cái thuốc nó hít đó. Tôi quên mấy cái loại thuốc, có mấy cái loại thuốc nó bị cấm, mà lúc trước nó cho bán bên ngoài sai là nó cấm, tại vì mấy đứa nhỏ bên Mỹ này nhiều lúc nó nghịch ngợm lắm. Các bạn đừng nghĩ là con nít ở Mỹ đứa nào cũng ngoan hết, tại vì cha mẹ sanh ra nhiều khi bận rộn cuộc sống gia đình, bận rộn cuộc sống thế này nọ, rồi lo toan đủ mọi thứ hết, cho nên con cái nhiều khi nó không có kiểm soát nó được, nó đi ra nó bị cái xã hội bên ngoài hướng dẫn nó. Bởi vì các bạn biết có con cái bên này cũng khổ tâm lắm, chứ không phải là có nhiều người qua Mỹ được. Tôi thấy lên mạng quay phim like gửi về Việt Nam, rồi tôi qua Mỹ con tôi được học trường tốt, trường ngon, môi trường sống thế này thế nọ. Tôi nói cho các bạn biết, cái môi trường sống bây giờ nếu mà Việt Nam bây giờ nó cũng không phải là tồi tệ. Có những đứa nhỏ trẻ nó lớn lên nó rất là thành công, và khi nó thành công nó lên nó có điều kiện nó đi ra nước ngoài nó tu nghiệp, nó trở thành những người rất là giỏi. Các bạn thấy những cái quầy thuốc không? Nó có điều để những cái bảng hết. Quầy thuốc thì bán cái gì. Đấy. Cái gimbal này mình mới mua online thì nó hơi bị trục trặc, mình chưa có program được. Nó hết, mới mua thử đó. Cho nên lâu lâu cái nó rớt. Nó bị lost cái Bluetooth. Và phải chỉnh hoài. Các bạn thấy bên Mỹ không? Những cái quầy thuốc không? Những cái thuốc này các bạn biết uống nhiều là không có tốt đâu nhé. Nó chỉ cho mình uống trong vòng là 4 lần thôi, mà uống nhiều quá các bạn biết nó sẽ bị nghiện thuốc, nó sẽ bị lạm dụng thuốc. Bởi vì tình trạng ở Mỹ nó bị người ta bị overdose và người ta uống thuốc, người ta bị lạm dụng, nó trở thành những cái đủ thứ chuyện bệnh tật hết, nó kinh khủng lắm. Các bạn thấy những cái thuốc giúp Mỹ nó bán thuốc giúp người ta ngủ hơi bị nhiều đó nè, nighttime sleep aid, các bạn thấy uống vô nó giúp mình ngủ, tại vì cuộc sống của người ta nó bị stress, nó bán thuốc mà để ngủ á là hơi bị nhiều đấy. Các bạn biết nhiều đủ thứ các loại hết thuốc men ở bên Mỹ, cho nên nó uống mà cứ bệnh, nói chung là nó cho uống lần hai viên, mà những cái nào mà nó vượt quá cái liều đó là nó đòi hỏi phải có to bác sĩ. Còn ở đây là những cái gọi là thuốc thông thường thôi, những loại thuốc này thuốc thông thường thôi anh chị em uống. Bởi vì nhiều khi tôi cầm về chai hay chai, vì khi mình sổ mũi nóng lạnh nhức đầu, mình uống khi mình vượt quá. Ở Việt Nam người ta thích lắm, người ta rất là thích. Thường tôi đem về một hũ, cái chia ra người này miếng, người kia miếng, họ thích lắm. Tại vì thuốc bên này nó chuẩn mực và nó cái liều của nó như vậy rồi. Nó giúp mình thay vì ở Việt Nam mình phải chạy lên vô bác sĩ, cái gì cũng chạy vô bác sĩ và bác sĩ khám rồi mới đi ra cái chỗ mà nhà thuốc mình mới mua được những cái loại thuốc mà mình bệnh. Các bạn thấy, còn bây giờ mà các thì tôi chia sẻ anh chị các bạn như vậy đó, để nói về vấn đề mà thuốc men ở bên Mỹ và đời sống ở bên Mỹ. Các bạn thấy đây là một cái siêu thị rất là lớn, cái siêu thị này nó rất là nổi tiếng, nó bán đồ gần như là đồ của China, có thể nói là 99.9%. Ông cái các bạn biết cái chợ này, Walmart này đó, là của ông Warren Buffett, là người sáng lập nên đó. Nói cho anh chị các bạn biết, ổng là người sáng lập nên đó cái chuỗi chợ Walmart này nè. Cho nên lúc mà thằng Mỹ với thằng China mà đánh nhau đó, thằng này nó cũng bị ảnh hưởng, tại vì nó bán đồ China rất là nhiều, đồ của nó là đại đa số là made in China, nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì anh chị các bạn thấy đó, đời sống ở bên Mỹ về vấn đề mà bệnh ốm đau và thuốc men này kia độ gì, cuộc sống nó không phải giống như là các bạn tưởng, hay là những thành phần chống cộng cực đoan nó lên mạng này, nó ảo tưởng, nó làm cho các bạn mê. Các bạn thấy nó cái gì nó cũng có một cái khuôn khổ của nó đều có một cái khuôn khổ của nó trong cái chuẩn mực của nó. Nếu ai vượt vòng cái chuẩn mực đó thì anh sẽ bị bắt, anh sẽ vô tù. Vào trong cái chợ rồi, anh chị em các bạn biết, nó gắn máy quay phim á khắp mọi nơi hết. Các bạn thấy từ ngay cái cửa cổng không, hai bên là hai cái, đó, bên tay một cái, bên trái một cái, bên phải một cái, thấy không? Các bạn thấy không, ở bên ngoài cũng vậy nữa, những cái cột đèn á nó gắn máy quay phim,
các bạn thấy nó gắn máy chưa? Từ ở trong vách đấy, từ ở trong vách tường chợ ra tới bên ngoài, các bạn thấy vấn đề an ninh mà các bạn biết sao, cái vụ 911 rồi đó, Mỹ nó siết chặt an ninh lại, những cái cơ sở làm ăn, công thương mại, những cái nơi siêu thị, những cái khu mà mua sắm như vậy rồi nó gắn máy về phiền hết. Thằng này sao nó rớt cái Bluetooth hoài ta. Cái iPhone mới này nó không có compatible lắm. Mình xài cái iPhone cũ thì nó ok. Mình thích cái này, livestream nó rất là thú vị. Mình có thể điều khiển nó được, nhưng mà cái Bluetooth nó bị rớt. Nó bị interfere thì sao, nó rớt hoài. Các bạn thấy bên Mỹ mình đậu xe đâu đó. Này, đậu đâu đây rồi. Thì lại mình livestream cho anh chị các bạn thấy về xã hội và cuộc sống ở bên Mỹ. Nó không có phải giống như là những người mà chống cộng ở bên Mỹ, nó lên này nó cho các bạn ăn bánh vẽ gì đâu. Rồi tôi chưa nói đến những cái chỗ mà phòng mạch, khám bệnh, rồi bệnh viện nữa. Vô đó là các bạn biết tiền không, đụng vô cái là cái gì cũng tiền không. Ở Mỹ các bạn biết, các bạn nhìn thấy xe cộ, nhìn thấy nó rất là hoành tráng. Ồ, thấy ham quá, thấy Lợi Minh quay thấy ham quá, tôi muốn qua Mỹ quá. Các bạn tưởng đâu là dễ ăn lắm à. Tưởng đâu dễ ăn lắm à. Tôi nói ở bên Mỹ này, cái nightmare, cái mà khủng khiếp của người dân Mỹ, cái lo sợ nhất của người ta đó là bảo hiểm đậu xe đâu đó. Là bảo hiểm sức khỏe. Về vấn đề sức khỏe hàng ngày, các bạn biết đụng vô một cái rồi hả, để bấm nút của nó nằm đầu lo nói nãy đậu đâu cả. Các bạn thấy nó muôn hình muôn màu muôn mặt lắm. Nó không có phải giống như mấy ông mà Việt Kiều Mỹ chống cộng cực đoan lên đây rồi nổ banh xác hết. Đâu nãy đậu chỗ nào quên mẹ rồi ta. Các bạn thấy không, thấy mình quay thì nó hấp dẫn lắm ha, thấy nó rất là hấp dẫn tuyệt vời á. Wow, sao nước Mỹ cái gì cũng đẹp hết á. Nó chỉ là một cái hình bên ngoài vậy thôi anh chị các bạn ơi, phía sau nó là những cái sự vất vả, những cái nãy đậu xe đâu quên cha lo nói quên rồi, nhớ đâu đây. Các bạn thấy nhìn quay thấy xe ô tô rồi không hả, thấy đã quá, thấy muốn qua Mỹ khủng khiếp luôn hả. Qua thì cũng được thôi, nhưng mà mình phải cố gắng chứ, kiểu mà đi ở bên Việt Nam có của ăn của dư của thừa của để, mà qua bên xứ người ta rồi phải đi làm tôi mọi thì quá tội nghiệp hả. Qua xứ người ta rồi phải vất vả. Nãy mình đậu người ta, nãy đâu có đậu dưới này. Sao bấm chưa thấy nó kêu nữa kìa. Anh Danny đâu rồi, thấy xe đậu đâu anh Danny. Các bạn thấy không, nước Mỹ nhìn cái gì nó cũng hào nhoáng hết ha, tuyệt vời quá ha. Nếu mà Lợi Minh mà nổ mà lên đây mà quăng lựu đạn, chà, nhiều cô chắc là mê chết luôn. Anh Lợi Minh cho em một miếng nha. Anh Lợi Minh cho em một miếng đi, Lợi Minh. Các bạn thấy, nhưng mà mình muốn làm sao để truyền đạt để các bạn thấy cái sự thật, phải trả cái giá như thế nào, kiếm được phải trả giá và cái cuộc sống thực thật nó như thế nào, để không có phải thất vọng và mình không có phải bỏ hết quê hương ra đi rồi đến xứ người ta rồi phải làm lao nô rồi cuộc sống trăm bề vất vả. Các bạn thấy cái này nó cái Bluetooth khi nó cứ rớt hoài, rớt quỷ. Các bạn thấy lại mình like thấy ham quá ha. Anh Lợi Minh cho em một miếng đi, anh Lợi Minh một miếng thôi, một miếng của anh Lợi Minh thôi, đâu phải giỡn đâu anh chị các bạn, lên bờ xuống ruộng chứ đâu phải giỡn đâu hả.
đâu phải giỡn đâu. Cho nên ở Việt Nam quê hương mình làm ăn được thì cố gắng lo làm, lo phấn đấu để vươn lên. Các bạn biết ngày hôm qua tôi like đó, chỉ mở cái radio lên thôi, chỉ mở cái radio lên, nó có một cái bài nhạc Giáng sinh đó. Các bạn biết mà hàng Facebook đó, các bạn thấy bên Mỹ không, nó chặn liền. Ngày hôm qua tôi về tôi nghe có một cái nick inbox tôi, sao cái like của anh Lợi Minh không thấy được. Nó nói sao kỳ vậy, bình thường mà thấy đâu có gì đâu đó. Tôi nói bình thường mà nó bắt tôi một là phải lấy xuống, hai là cái video đó nó sẽ cho đứng trong vòng một phút đồng hồ, tại vì cái đoạn nhạc đó tôi đang nghe radio mà vừa like với các bạn đó, thằng Facebook nó không cho, nó nói cái đó là bản quyền mà mình đâu có cố ý đâu, trên radio mình mở mình nghe thôi à. Mà các bạn thấy nó khó gì không, các bạn thấy bên Mỹ nó khó không? Luật pháp của nó một chút thôi là cái thằng Facebook nó đã biết tôi, nó nghĩ là tôi sử dụng cái đó để câu view câu like để đặng mà phạm cái nhân quyền, cái bản quyền của người khác đó, là nó bắt tôi phải lấy xuống, một là xóa cái video đó, hai là phải nó pause cái đoạn video của tôi một phút, nếu tôi đồng ý thì nó cho tôi tiếp tục, còn không á thì một là phải xóa, hai là phải bị đình trong vòng một phút cái đoạn video đó. Thôi sao thôi, xóa cha cho rồi, thấy cũng không cần thiết, tại vì đã được đưa ra ngoài kênh của một số anh chị em các bạn đã lấy về đưa ra kênh của một số người rồi, thành ra thiệt tình cái này nó cái bluetooth này nó dở quá, cái bluetooth của cái phone mới này nó không có chuẩn lắm, chứ nó tụt hoài, nó bị tụt cái signal hoài. Đấy anh chị em các bạn thấy đó, đời sống ở bên Mỹ mùa này là mùa người ta đi chợ đó anh chị em các bạn. Đây, mình cho anh chị em các bạn thấy về vấn đề mà sức khỏe, thuốc men đồ đó. Lại mình like thì các bạn thấy nhìn cái gì nó cũng hấp dẫn hết ha. Thấy rất là đã ha. Nói anh Lại Minh cho em một miếng đi Lại Minh. Không có dễ đâu cưng, không có dễ đâu cưng, tại vì mình đã trải qua rồi, Lại Minh đã trải qua một cái cuộc sống các bạn biết mà. Mai mốt Lại Minh sẽ viết một cuốn nhật ký, Lại Minh viết mấy lần rồi, cứ nhiều khi ngồi viết xong cái hồi nhớ lại cái cuộc đời của mình, lên bờ xuống ruộng sóng gió đó, cái tức buồn xé hết luôn, tại ngồi thấy mình nhớ lại một cái thời gian khổ, nhất là cái tụi bao que nó ác độc á, cái sự ác độc của tụi nó các bạn biết, cái mình tức mình xé cái bluetooth này nó tụt hoài, cái mình xé bỏ. Bởi ở đời nó có những cái chuyện cũng đau buồn lắm chứ không phải, thành ra bây giờ mình có được những cái kinh nghiệm sống đó, mình muốn chia sẻ với anh chị em các bạn để chúng ta có những cái mà mình hiểu hơn, mà mình rút được những kinh nghiệm hơn để mình phấn đấu hơn, mình có cái cuộc sống nó chững chạc hơn. Cũng có những người ta qua Mỹ người ta thành công, nhưng mà tôi nói anh chị các bạn đếm đầu ngón tay, với cái số lượng 4.5 triệu người Mỹ, hơn 4.5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, tôi nói anh chị các bạn số lượng người mà thành đạt thì nói chung thì nó không có lớn đâu, nó không có lớn đâu, tại vì tôi có coi một cái bài báo của tụi chấm cộng đó, ngay cả bài báo của tụi nó của đài BBC đó anh chị các bạn, nó survey các bạn thấy người nghèo bên Mỹ không đó, nó ngồi ngoài đường vậy đó, nó nó cũng khiếp không. Ngồi xe đẩy nó xin tiền đó. Đấy, các bạn biết cái đài BBC đó, nó đi survey đó, nó đi thăm dò đó, dư luận đó, nó thăm dò đó, cái người Việt của mình là lép vế nhất trong tất cả các dân tộc thiểu số khác ở trên đất Mỹ này, là một cái dân tộc lép vế nhất, là một cái dân tộc gọi là thua sút nhất trong tất cả các dân tộc thiểu số khác. Anh nói anh chị các bạn đừng có nghĩ rằng một vài người vô được cái bộ máy chính phủ, hay là một vài người làm được bên khoa học gia là mình bằng ông, là mình lên tới thiên đàng rồi. Mấy thằng chống cộng nó phe mấy cái vụ đó,
hay là mình có một người được làm bên hải quân gì đó, phó tướng gì đó, là mình đã dữ dằn rồi. Chỉ có số nhỏ thôi, tại vì với lại sống ở Mỹ mà anh phục, anh làm cho nước Mỹ, anh phải, anh làm trong quân đội đó, trong chính phủ đó, là anh phải phục vụ quyền lợi của nước Mỹ. Các bạn nên nhớ vậy, anh phải phục vụ quyền lợi của nước Mỹ. Như là ca Dương Nguyệt Ánh đó cũng vậy, anh mà vượt cái hàng rào của thằng Mỹ đi, coi nó có đập anh không. Tôi nói cho anh chị các bạn biết, đâu phải giỡn đâu. Đấy, mà cái số người mà thành đạt Việt Nam mình, cái những thế hệ sau này thì tôi thấy cũng ít lắm. Tại vì tôi biết có nhiều người qua năm 75 rồi sau này họ có đợi, họ tới lớp con của họ và cháu của họ luôn á, mà vẫn còn lưu linh lưu địa, vẫn còn bấp bênh, vẫn còn, tôi nói không phải cái chê nghề nghiệp cái gì, vẫn còn phải, con của họ còn phải đi làm neo, thì các bạn nghĩ đi, nó nói tiếng Việt cà bọc cà bẹ cà bọc cà bẹ đó, mà nó phải đi làm những cái nghề phổ thông. Anh chị em các bạn thấy đó, nó còn phải sống mà đi làm những cái nghề phổ thông. Để bữa nào tôi cho các bạn Facebook, các bạn từ vào đầu các bạn tìm hiểu, thấy mà không dội bạc đạn luôn. Nó có cái Facebook của nó hả, nó ăn mặc đồ rất là sexy, gần như là nó bán cái thân đó để đặng mà nó kiếm sống. Nó sanh ra ở tại Mỹ, nó kêu tôi bằng chú. Các bạn biết, để tôi sẽ cho các bạn một cái Facebook của nó, các bạn vào xem. Bà mẹ vô thấy nó hết hồn hết vía. Hồi đó nó có chút xíu mà mình biết nó, mình còn ẵm nó trên tay, bồng nó cho nó bú luôn. Mình biết ba biết má nó, mà bây giờ hả, nó lớn lên rồi hả? Các bạn biết nó quay rồi, giả mang luôn. Nó lên mạng hả? Nó mặc đồ các bạn biết là chỉ che cái ngực nó một chút, rồi cái quần ở dưới chỉ che cái háng nó một chút thôi, mà nó giao lưu với những cái dân đó, trời thần đất lở. Mấy anh em của tụi nó cũng vậy, đứa nào đứa nấy, nó đẻ ra bên Mỹ nha anh chị các bạn, nó đẻ ra bên Mỹ đấy, chứ đừng có nghĩ là nó đẻ bên Mỹ là nó thành công hết đâu. Tôi nói cho anh chị các bạn biết, cái xã hội Mỹ này nó không phải là như mơ như các bạn nghĩ đâu. Sau này rớt hoài ta, cái Bluetooth nó tụt hoài, cái iPhone X Max thì nó không cập phá được bộ. Có cái này thì mình like nó rất là tiện, các bạn biết mình cầm á, nó không có bị lắc nhiều. Thôi thì lại mình chia sẻ để anh chị các bạn thấy về đời sống xã hội bên Mỹ, để mình rút tỉa ra những cái kinh nghiệm thôi. Xã hội nào nó cũng có cái mặt trái và mặt phải của nó, xã hội nào nó cũng có cái nan đề của nó. Cái quan trọng là tôi thấy là hồn ai nó giữ, cha mẹ hay là chính bản thân mình cũng vậy, mình phải biết tự vươn lên, phải biết tự phấn đấu và học hỏi. Cha mẹ thì phải biết dạy dỗ con cái, cùng với chính phủ, cùng với lại với giáo dục trường học môi trường, để đặng mà dạy dỗ con cái, chứ không phải mình đẻ ra rồi cái mình để đó cho ông chính phủ ông lo hết. Đừng có ngồi đó mà lên mạng mà cứ tại sao ông chính phủ Việt Nam không lo cho con tôi cái này cái nọ, bớt giỡn đi cưng. Ở bên Mỹ nó đóng tiền, nó đóng phí, nó đóng đủ thứ vào trong đó, rồi con cái nó mới có được như vậy, cái cuộc sống nó mới được như vậy, chứ không phải như mơ mà như mơ như tưởng đâu. Thôi thì lại mình chia sẻ với anh chị các bạn, nếu anh chị các bạn thấy có đề tài nào mà hấp dẫn, cái đề tài nào mà hay thì các bạn sẽ đưa ra, lại mình sẽ chia sẻ cho anh chị các bạn thấy được những cái chung quanh ta, xã hội nó như thế nào. Thôi xin chào anh chị các bạn nha, bye 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 bye.